Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn Hồi ký đất miền Đông Những trận đánh trên đường số 13 năm 1972 Phần 10 Người có ưu điểm này Người có ưu điểm khác Người mạnh mặt này Người yếu mặt khác Và ngay bản thân Ông cũng thấy mình có không ít nhược điểm Ông thấy tính hay nói dài Hay viết dài Viết nhiều Văn hòa Không được thiết thực là một nhược điểm của Nguyễn Tính Nhưng ông Ông lại nói ít quá viết ngắn quá không thích ứng với cương vị và chức trách của ông có những báo cáo những bài kết luận đúng ra ông phải viết phải soạn thảo nhưng ông giao cho trợ lý ông nói nội dung mục đích yêu cầu trợ lý viết ông đọc lại thêm bớt sửa chữa người trợ lý giỏi nắm được vấn đề có vốn sống bài viết có chất lượng trợ lý yếu kết quả thật đáng buồn những bài hay những báo cáo tốt được hoan nghênh được tiếp thu ai cũng tưởng chính công sức của ông nhưng đâu phải công sức của ông nhiều lắm một nửa, còn nửa kia của đồng chí trợ lý, nhưng ông vì tự ái, vì sĩ diện, chưa nói được điều cụ thể ấy với mọi người. Nhiều khi nghe anh em vỗ tay, ông đỏ mặt, ông đã một mình nhận hết lời khen của anh em. Đọc những bài hay, nói có chất lượng, những báo cáo tốt do những trợ lý giỏi soạn thảo, ông thấy những người trợ lý ấy biết nhiều hơn ông. Có những vấn đề, những mục họ sắc sảo hơn ông. Phan Nguyên xấu hổ cả về những việc đó nữa ông đấu tranh với bản thân ông hiểu nếu không cố gắng học tập không chịu khó rèn luyện thì một ngày kia ông sẽ hết xấu hổ ông sẽ trở nên ỉ lại lười biếng sống nhờ vào đầu óc và sức lao động của người khác rất nhiều đêm phan nguyên tìm hiểu suy nghĩ về bản chất công việc chính trị chức trách của những người cán bộ chính trị ông hiểu nhưng ông chưa khái quát được xúc tích dễ nắm phải chăng công việc chính trị công việc của những người cán bộ chính trị là làm sao khơi lên những khả năng tiềm tàng vô tận về mọi mặt trong quần chúng hướng mọi khả năng ấy vào nhiệm vụ để giành thắng lợi trong mỗi nhiệm vụ để giành thắng lợi cuối cùng đó là cả một nghệ thuật nghệ thuật tìm sức mạnh của con người nghệ thuật xây dựng và sử dụng sức mạnh của con người vào cuộc đấu tranh cách mạng đã là nghệ thuật thì không đơn giản không dễ dàng chút nào cả phan nguyên tâm niệm như vậy sự tâm niệm ấy góp thêm sức động viên ông giúp ông vượt qua được những khó khăn của bản thân. Phan Nguyên tới sở chỉ huy trung đoàn 29 lúc 12 giờ. Dọc đường ông phải dừng lại ba lần, hai lần máy bay ném bom, một lần pháo tầm xa từ Lai Khê bắn lên. Bọn địch đánh phá hậu cứ trung đoàn 29. Phan Nguyên gặp Nguyễn Tính ở ngã ba rẽ vào sở chỉ huy biết Nguyễn Tính vừa ở chỗ địch quanh tạc về. Ông hỏi ngay, có bị tổn thất không? Báo cáo anh Tư, không có vong, chỉ bị thương hai đồng chí có lẽ nhờ 12 ly 8 ở ngoài trận địa đánh trả, nên đã hạn chế được mức độ chính xác của máy bay ném bom. Có biết nguyên nhân vì sao không? Báo cáo vì không ngụy trang lối mòn vào cứ. Đầm giả phát hiện được đường đi. Phải đề phòng cả bọn biệt kích thám báo nữa. Địch, ta gần nhau thế này, chúng dễ thâm nhập lắm. Các đồng chí vẫn thường xuyên tuần tra lùng sục đấy chứ. Báo cáo về binh trung đoàn làm nhiệm vụ đó. Các tổ thay phiên nhau đi cả ngày đêm. Vào đến hầm, chờ nguyễn tính ngồi xuống ghế phan nguyên nói ngay ông sợ quên giọng nghiêm khắc phải kiểm thảo phê bình những thiếu sót đó những sự tắc trách chủ quan ấy không những không chấp hành mệnh lệnh mà còn vi phạm việc chấp hành nghị quyết của đảng ủy các cấp chúng ta phải chấm dứt cho được việc thương vong xảy ra ở hậu cứ vì vô kỷ luật vì thiếu cảnh giác ông nhìn nguyễn tính nói tiếp cậu biết mỗi ngày sư đoàn tổn thất bao nhiêu không trên ba chục nếu ngày nào cũng vậy thì sao Cuộc chiến đấu còn lâu dài, lấy đâu quân mà đánh, lấy người đâu bổ sung cho kịp. Ông nhìn chăm chăm vào Nguyễn Tính rồi nói tiếp, miền Nam có 14 triệu dân, bộ máy chiến tranh của Thiệu đã trên 2 triệu, chiến tỷ lệ 1 trên 7 rồi. Mấy năm Việt Nam hóa chiến tranh, địch vơ vét hết người hết của. Nhiều vùng anh em miền Bắc phải xuống làm bộ đội địa phương, đội công tác và cả du kích xã nữa. Miền Bắc có 17 triệu, gánh trên vai cả 4 chiến trường, quân giải khắp Đông Dương đâu phải lúc nào cũng có sẵn người bổ sung cho chúng ta. Hậu phương đâu phải là cái thùng không đáy. Ở chiến trường, mỗi việc làm thiếu trách nhiệm, mỗi xử trí sai lầm, mỗi quyết tâm không chính xác của người chỉ huy đều lập tức phải trả giá. Cái giá ấy là xương máu của anh em, của chiến sĩ, cán bộ mình phải hiểu điều đó. Lãnh đạo phải đi vào những việc hết sức cụ thể, từ cái lá ngụy trang cho đến chiếc hầm, từ nắm cơm ăn cho đến cách đánh. Này, trong chỉ tiêu và kế hoạch thi đua, các cậu nêu vấn đề bảo đảm quân số, nhưng không thấy biện pháp cụ thể. Các cậu quên viết, hay chưa nghĩ ra, hay nêu lên câu chữ cho đầy đủ bài bản. Những buổi gặp gỡ như thế này, dù là trao đổi công việc, thường Phan Nguyên dùng lối xưng hô thân mật. Ông muốn tạo cho người nói chuyện với mình sự thoải mái nhất D-I-N-H-N-G-U-I-N -N tính chưa trả lời được câu hỏi bất ngờ ấy. Thấy vậy Phan Nguyên mỉm cười, bí ả. À. Này, đừng giận nhé. Đọc bản quyết tâm thi đua của cậu gửi lên mình thấy chưa có gì thay đổi lắm so với những bản báo cáo về công tác tuyên huấn của cậu. Sự suy nghĩ, cách đặt vấn đề, lối viết. Chúng ta đang là những con người chiến thuật, làm nhiệm vụ chiến thuật. Công việc chiến thuật là công việc cụ thể, hết sức cụ thể. Đừng có cái gì cũng bảo đảm rồi bảo đảm, đâm ra khẩu hiệu suông. Sức mạnh tinh thần rất quan trọng, có cả vai trò vị trí hàn hoi, nhưng không có vật chất bảo đảm thì sức mạnh tinh thần đó sẽ bị sói mòn, không phát huy được đâu phải tránh sự chống rỗng, phải chống lại sự chống rỗng. Chỉ tiêu nêu bảo đảm quân số chiến đấu, nhưng lại không bắt đầu từ nghiên cứu cách đánh. Phát động quần chúng tìm ra lối đánh thích hợp, không tìm được cách chống M-79, chống đạn cối hóa học, thì làm sao bảo đảm quân số được. Còn ở hậu cứ thì để bị ném bom vì vô kỷ luật, Phan Nguyên lắc đầu, không được cậu ạ. À. Phan Nguyên lướt mắt thăm dò thái độ Nguyễn Tính rồi hỏi, còn chuyện hậu đào ngũ, cậu đã làm gì chưa, rút ra được vấn đề gì không. Nguyễn Tính vuốt tóc. Anh hiểu chính ủy đã không chịu để mất thì giờ. Đột thẳng vào những vấn đề cơ bản. Nguyễn Tính nói: Chúng tôi đã thông báo cho toàn trung đoàn biết, có phê phán hành động tiêu cực xấu xa đó. Phan Nguyên mở to mắt nhìn Nguyễn Tính, chỉ phê phán thôi ư? Vâng. Phan Nguyên lắc đầu, không đủ, phê phán thôi không đủ. Ai chẳng biết hành động tiêu cực của hậu là kém cỏi, xấu xa. Nhưng người lãnh đạo phải biết nhìn xa hơn phải biết tìm ra nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động tiêu cực ấy phải rút cho được những bài học nóng hồi về cách sống cho cán bộ và chiến sĩ chắc cậu nhận được thông báo về cậu hậu rồi chứ báo cáo anh tư đã nhận được tin mới nhất cậu ấy chết rồi hôm qua gặp đồng chí bác sĩ trạm phố tiền phương đồng chí ấy bảo chân dập nát có thể lành nhưng tay bị nhiễm trùng nặng khi anh em tìm được tìm cũng là sự tình cờ thôi anh em đi qua bãi bom gặp cậu ta đang nằm rên thì người đã thâm tím lại, khiêng về phẫu, chỉ sống thêm được 20 giờ. Phải nói cho anh em biết chuyện đó, phải chỉ cho anh em thấy trong thử thách ác liệt, tách khỏi tập thể là sai lầm nghiêm trọng, sẽ nhận lấy hậu quả không lường được. Trong chiến đấu đừng run sợ, nếu có chết cũng phải chết thật xứng đáng. Đó là đối với anh em, còn các cậu cũng phải rút cho mình bài học về lãnh đạo chứ. Có, báo cáo anh tư chúng tôi đã rút được bài học. Phan Nguyên uống cạn chén nước, ông hỏi bài học gì chúng tôi thấy mình chưa sát quần chúng chưa hiểu biết những diễn biến nội tâm phức tạp của quần chúng phan nguyên gật đầu ông hỏi tiếp này sao trong kế hoạch công tác chính trị không có mục chống chiến tranh tâm lý của địch cậu quên hay cho là không quan trọng không cần thiết nguyễn tính giật mình anh đỏ mặt ngồi im phan nguyên đoán hiểu suy nghĩ một chút ông nói cậu đọc nhiều chắc cậu nhớ câu của lenin nói về chiến tranh và quân đội chứ cậu đọc câu đó chưa mình chưa được đọc chỉ mới nghe chính ủy hồng nam nói một lần nhớ đại ý thôi không nhớ nguyên văn đoạn đầu lenin nói về đường lối về tổ chức chỉ huy đoạn sau lenin đặc biệt nhấn mạnh rằng chiến thắng còn tùy thuộc vào tâm trạng người lính cầm súng trên chiến trường vấn đề ấy lớn lắm cậu ạ à, là khoa tâm lý học quân sự đấy một trong chức trách của người cán bộ chính trị là phải để tâm để sức nghiên cứu những vấn đề đó ngay trong đơn vị mình địch giải truyền đơn trắng rừng máy bay phát loa chiêu hồi ra giả cả ngày êm chiếc này chưa về, chiếc khác đã lên. Cuộc chiến đấu ác liệt như thế, gian khổ lâu dài như thế, có ai dám cả quyết rằng chiến tranh tâm lý của địch chỉ là một trò vô ích, không mảy may tác động tới bộ đội mình. Cậu bảo đã rút được bài học trong trường hợp của hậu, nhưng nghe cậu nói, mình thấy chung chung quá, rồi phải lần theo diễn biến của hậu để tìm cho đúng nguyên nhân. Có vậy mới rút được bài học cụ thể. Rõ, báo cáo anh tư tôi có khuyết điểm. Phan Nguyên vẫn nhìn Nguyễn Tính, Ông nói thông thả, nhận khuyết điểm không khó vì khuyết điểm sờ sờ ra đó rồi, sửa chữa khuyết điểm mới khó. Khám phá, hiểu biết thế giới nội tâm của anh em là cả một công trình. Đó là một thế giới nội tâm hết sức phong phú, nhưng cũng không ít phức tạp. Phức tạp vì hoàn cảnh và tính chất chiến tranh tạo ra. Lâu dài, gian khổ, ác liệt hơn rất nhiều so với cuộc chiến tranh trước. Chúng ta lại là một sư đoàn chủ lực tập trung, chuyên môn ở rừng. Nhiều anh em không nhìn thấy mặt dân xa hậu phương thư từ tín tức gia đình quê hương không có khát khao tình cảm phải đi sâu vào nghiên cứu chứ không được giản đơn giản đơn là hỏng hết ngừng một chút ông hỏi tình hình đơn vị thế nào anh em có khó khăn có thắc mắc có đề nghị gì không nguyễn tính báo cáo tình hình các mặt trung đoàn với phan nguyên ông chăm chú nghe ghi chép gạch dưới những điểm cần chú ý đánh dấu những điểm cần hỏi cuối cùng nguyễn tính nói báo cáo chính ủy một số cán bộ chiến sĩ nơi này, nơi khác. Lúc này, lúc khác, vẫn chưa thông suốt nhiệm vụ. Anh em nói sao? Anh em nói chiến dịch này dành dân, dành đất. Ở đây không có dân thì giữ đất làm gì. Anh em muốn xuống vùng ven, ở dưới đó cũng có đất lại đông dân. Có chết cũng được nhìn thấy dân. Phan Nguyên gật đầu, có lẽ nói thế này đúng hơn. Tư tưởng anh em thông rồi lại không thông, không thông rồi lại thông. Cứ lặp đi lặp lại kiểu đó, có đúng thế không? Báo cáo rất đúng, chúng ta hiểu tâm tư tình cảm anh em hơn hai năm chiến đấu trên chiến trường đông bắc campuchia không được nhìn thấy đồng bào mình mong muốn xuống vùng ven mong muốn giải phóng đồng bào có chết cũng sướng đó là một tình cảm sâu sắc đẹp đẽ nhưng với nhiệm vụ chiến đấu ở đây thì sao tại sao lại có hiện tượng thông rồi lại không thông đã có lúc nào cậu đi sâu vào vấn đề đó chưa nguyễn tính dè dặt báo cáo chính ủy chúng tôi cũng đã làm nhưng chưa có kết quả phan nguyên nghiêng đầu nhìn nguyễn tính chợt ông hỏi, cậu còn nhớ mấy năm trước mỗi khi lên lớp chính trị? Các chính trị viên lần nào cũng lặp đi lặp lại đế quốc Mỹ xa lầy đến tận cổ không? Anh em nghe mãi và bảo dưới chân đế quốc Mỹ không phải là bùn mà là đất sét rồi, nên nó chỉ xa lầy đến tận cổ, chứ không lút cổ lút đầu được tại sao vậy? Tại sao năm nào cũng giải thích một cách đơn điệu như vậy? Tôi cho rằng sự hiểu biết của chúng ta về nhiệm vụ, tình hình chưa sâu sắc, sự hiểu biết của ta về địch còn đơn giản, còn nghèo nàn, sự hiểu biết của ta về anh em ta cũng rất chung chung nên chúng ta chưa thuyết phục được anh em cơ sở của quyết tâm là từ đâu là sự hiểu biết hiểu biết tạo ra nhận thức nhận thức tình hình nhiệm vụ nhận thức sự vật là cơ sở của quyết tâm những chiến sĩ có bản lĩnh chiến đấu thường là những chiến sĩ có nhận thức sâu sắc nhận thức cũng là cơ sở của giác ngộ cách mạng mà nhận thức thì thật không có giới hạn nhận thức là một quá trình từ hiểu biết nhận thức đến giác ngộ đến quyết tâm chiến đấu là cả một vấn đề lớn, là cả một khoa học. Khoa học về sức mạnh của con người, nhưng chúng ta lại thường đơn giản, lại không cơi đó là một khoa học. Chúng ta đã quen lối nói lấy được, nói cho xong việc, quen lối hô khẩu hiệu, quen tật chung chung. Để có một rừng cánh tay dơ lên, thay vì mượn, sử dụng từ ngữ bừa bãi, một tấc lên đến trời. Huyên thiên, trống rỗng, thuận lợi thì thổi phồng lên, khó khăn thì vo viên cho nhỏ bớt, hoặc là ngược lại với địch thì lúc nào cũng coi như dơm rác, chỉ cần một mồi lửa là cháy trụi. Phan Miên cười khẩy, nếu coi kẻ thù là dơm rác thì việc gì phải mất 9 năm mới đuổi được thằng Pháp ra khỏi nửa nước. Việc gì phải mất 18 năm mà chưa đuổi được thằng Mỹ ra khỏi miền Nam cuộc chiến đấu mà dễ dàng. Trơn Chu thì đâu phải hy sinh chịu đựng lớn lao đến như vậy kết quả của những lời nói hoa Mỹ ấy là gì? Là khi đụng vào thực tế, gặp phải khó khăn thì nắm tay không chặt nữa, cánh tay không dơ cao nữa. Tại sao vậy? tại vì chúng ta không hiểu cặn kẽ, không phân tích được sâu sắc những vấn đề đặt ra. Như vấn đề tư tưởng các cậu đang gặp phải chẳng hạn, tôi cho có nhiều nguyên nhân có thể hình thức chiến đấu này mới lạ quá, lại diễn ra trên một khu vực nhất định trong thời gian dài. Mới lạ về hình thức chiến đấu, mới lạ về sự ác liệt, mới lạ về sự giành giật gay go giữa ta và địch. Cũng còn vì lý do bí mật, ta chưa nói hết, chưa nói rõ ý đồ chiến dịch cho anh em biết. Phan Nguyên dừng lại, Ông ghi nhanh vào quyển sổ tay điều vừa nghĩ ra, gạch dưới. Rồi nói tiếp, có những thắc mắc trên. Còn lý do này ta chưa nói với anh em, hoặc nói không sâu. Đó là chức năng của bộ đội chủ lực. Phải nói cho anh em biết, để anh em đừng hiểu chiến tranh nhân dân một cách thô thiển rằng phải trực tiếp đánh vào bọn dân vẻ, bọn bình định, bọn ác ôn mới là chiến tranh nhân dân, mới là tham gia vào phong trào nổi dậy của quần chúng. Chức năng chủ yếu của bộ đội chủ lực là đánh tiêu diệt. Phải tiêu diệt sinh lực cao cấp, sinh lực xương sống của địch. Có đánh sụp cái trụ cột ấy của địch mới giải phóng được đất, giải phóng được dân, mới đi tới được kết thúc chiến tranh. Nói như vậy không phải bộ đội chủ lực tiến hành cuộc chiến đấu của mình hay mở chiến dịch một cách đơn độc. Sư đoàn ta đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng địa phương của Bình Long, Trân Thành, Dầu Tiếng, Bến Cát, Nhịp Nhàng Ăn Ý. Chiến dịch của khối chủ lực đang tiến hành trên đường 13 này là nằm trong bối cảnh chung. Trong hoạt động chung của cuộc tiến công chiến lược năm nay, với sự tham gia của tất cả các lực lượng, những lực lượng nào có trách nhiệm đó. Chúng ta kéo sư đoàn 21 lên đây, giữ chân chúng ở đây, tạo điều kiện cho miền Tây Nam Bộ tiến công và nổi dậy, kéo thêm trung đoàn 15 của sư đoàn 9 ở khu 8 lên đây, tạo thuận lợi cho đồng bằng đánh phá Bình Định là hay quá, tốt quá đi chứ, mảnh đất hoang tàu ô này, vùng đất không người trên đường 13 này và cuộc chiến đấu của anh em ta ở đây có giá trị lớn lắm chứ. Một lý do nữa, Tin tức về kết quả cuộc tiến công nổi dậy của các chiến trường của phong trào đô thị xung quanh mặt trận đường 13 này, anh em ít được nghe, ít được biết, cho nên anh em chưa thấy hết ý nghĩa, chưa thấy sâu sắc nhiệm vụ của mình đang làm. Việc thông báo tin tức của chúng ta chậm lắm, kém lắm, phải khắc phục nhanh. Nhưng sâu xa hơn, tôi cho rằng ta chưa làm sáng tỏ, chưa làm bật lên cái mới của giai đoạn chiến lược này. Có phải mỗi giai đoạn lịch sử đều có một nhiệm vụ lịch sử cụ thể không? và đều mang một tầm vóc lịch sử mới. Giai đoạn lịch sử mới quy định nhiệm vụ lịch sử cụ thể. Phan Nguyên dừng lại nhìn Nguyễn Tính như thăm dò, một lát ông nói tiếp, đây là cuộc đỏ sức, chưa phải cuối cùng, nhưng rất quyết định. Cuộc đỏ sức mang tính chất giai cấp gay go, quyết liệt, một mất một còn. Việc hết lính dù, hết sư 21, sư 25, sư 18, quân biệt động nhào tới con đường đẫm màu này, nói lên tính chất và giá trị chiến lược của giai đoạn này, của cuộc chiến đấu vì thế cán bộ chiến sĩ phải tự nâng mình lên ngang với tầm vóc và nhiệm vụ lịch sử chúng ta phải tìm mọi lời lẽ đúng đắn nhất sáng tỏ nhất giải thích cho anh em hiểu những vấn đề mới mẻ và phức tạp đó cái mới trong chiến lược cái mới trong chiến dịch cái mới trong chiến thuật và trong chiến đấu đòi hỏi từ người chỉ huy đến người chiến sĩ cũng phải có cái mới về mọi mặt nâng mình lên cũng là phát hiện và xây dựng cho được cái mới đều là những vấn đề bắt buộc chúng ta tìm cho ra nhìn cho thấy nếu không thì công việc lãnh đạo của chúng ta ít thành công, hay nói một cách nghiêm khắc hơn là sẽ thất bại. Phan Nguyên hạ giọng nói như một lời tâm sự, này, Nguyễn Tính, cậu có thấy một số cán bộ mình thường có cái tệ hề được đề bạt lên một cấp lại xa quần chúng thêm một chút không? Xa quần chúng cũng tức là xa thực tiễn, tệ quan liêu phát sinh từ đó. Quan liêu dẫn tới nghèo nàn về hiểu biết, đầu óc còn lại một mớ toàn là khái niệm chung chung. Phải hết sức cảnh giác với điều tệ hại đó cậu ạ. À. Phan Nguyên im lặng, nguyễn tính cũng im lặng phan nguyên đang suy nghĩ lại lần nữa những điều mình vừa nói còn nguyễn tính đang cố hiểu về những lời phan nguyên vừa nói phan nguyên bổng mỉm cười ông gật đầu với nguyễn tính này mình không phải là một giảng viên của học viện đâu nhé mình cũng không muốn lên lớp mình chỉ muốn tâm sự đúng tâm sự với cậu thôi chả phan nguyên thở một hơi dài cuộc chiến đấu có rất nhiều chuyện đặt ra buộc chúng ta phải không ngừng suy nghĩ có biết bao nhiêu chuyện cần nói cần trao đổi nhưng chúng ta lại ít có điều kiện. Công việc hàng ngày hút hết thì giờ. Cậu đừng cho mình lên lớp nhé. Anh Đàm Lê nói hôm nọ cậu bảo qua một lớp chỉnh huấn cấp tốc phải không? Nguyễn Tính đỏ mặt, đúng đấy anh Tư à, sư trưởng nhằm vào tôi cấp tập. Giác Lâm có chịu được không? Chịu được, anh Tư đừng lo. Tốt, phải biết chịu, vui vẻ mà chịu, chỉ tốt hơn chứ không xấu đi cuộc chiến đấu có những đòi hỏi lạ lắm. Nó không chờ đến ngày anh em mình ngồi lại với nhau, kiểm thảo phê bình, ca ngợi lẫn nhau hoặc là để những sự việc những vấn đề đi qua rồi mới nói cuộc chiến đấu đòi hỏi phải nhìn mọi vấn đề mọi sự việc cho sớm cho đúng cho nhanh muốn nhìn được không gì khác ngoài dũng cảm phải đúng là phải dũng cảm cậu ạ à. từ trong trận đầu ở bắc trơn thành bọn mình đã rút ra kết luận như thế phan nguyên nhìn nguyễn tính vẻ đắn đo nhưng rồi ông quyết định nói này nguyễn tính cậu có tự ái mình cũng nói chuyện tranh luận với anh Đàm Lê hôm nọ ấy mà. Tranh luận là để tìm ra chân lý, đi tới chân lý, thuyết phục nhau là bằng lý lẽ. Người không có lý lẽ bao giờ cũng vội vàng đem nguyên tắc, tư tưởng, tính đảng một cách thô kệch để người khác phải sợ. Cứ tự cho mình là người nắm chắc, nắm vững, là người có trách nhiệm bảo vệ những vấn đề quan trọng đó. Nhưng cái cách như thế, thực ra là để che giấu sự hiểu biết nông cạn, sự nghèo nàn về trí thức mà thôi. Việc bảo vệ nguyên tắc, tư tưởng, đường lối, chủ trương của đảng là trách nhiệm trước hết của mỗi người đảng viên bất kỳ đảng viên đó là cán bộ quân sự hay chính trị đường lối chủ trương tư tưởng quân sự những nguyên tắc của đảng là những vấn đề khoa học không được hiểu bằng cảm tính mà phải hiểu bằng tri thức bằng khoa học cậu đừng giận mình thấy cái tật ấy của cậu từ hồi ở sư bộ đến nay chưa sửa chữa được bao nhiêu hiểu đúng mình cũng gian lao lắm cậu có giận mình không lúc này mặt nguyền tính không đỏ nữa lại hơi tái chán anh lấm tấm mồ hôi đói mắt nhỏ chớp liên tục đôi môi mỏng lúc nói vốn như múa nhưng lúc này đã nhợt nhạt hẳn ra anh thở nặng cố nói rõ từng tiếng báo cáo anh tư tôi không giận tôi xin tiếp thu để nghiên cứu sửa chữa phan nguyên nhìn đồng hồ ông gật đầu cậu không tự ái không giận là đúng phải can đảm cậu ạ à. thôi tâm sự vài điều còn bây giờ tôi nói sang tình hình nhiệm vụ phan nguyên truyền đạt lại những điều ông đàm lê Lê Nhu đã bàn đêm qua. Ông nhấn mạnh vấn đề công sự, thế bố trí, những cơ số đạn, thực phẩm, gạo sấy, thuốc men dự trữ cho những cụm chốt cơ bản, dự trữ ngay tại trận địa, đề phòng địch cắt đường tiếp tế. Ông nhấn mạnh vị trí và nhiệm vụ rất quan trọng của hai tiểu đoàn 17, 18 ở hai bên sườn hai gọng kìm của địch. Cái đầu nhọn của hai mũi ruồi này có thọc lên sát cầu tàu ô hay không là tùy thuộc phần lớn vào việc hai tiểu đoàn 17, 18 có kìm, có chặn được xương sống của chúng hay không. Ông nhấn mạnh khả năng Lê Văn Tư đưa chiến đoàn 49 xuống Tân Khai, đánh thốc sau lưng trung đoàn. Ông nhắc việc hiệp đồng chiến đấu với tiểu đoàn của trung đoàn 11 ở khu vực Bắc Cầu Tàu Ô. Ông kết luận, trong vật nhau, điều quan trọng và quyết định là hai chân phải bám được đất, rồi tìm cách nắm lấy chỗ hiểm của đối thủ mà quật để đối phương nhấc được chân mình lên khỏi mặt đất coi như sẽ đo ván. Ở đây cũng như vậy, dù tình huống thế nào cũng bám trụ cho được, bởi vì từ một đại đội, một chốt, một công sự chiến đấu, ta sẽ tìm cách và sẽ có cách khôi phục lại tình hình. Đồng chí có đồng ý như vậy không? Sực nhớ, Phan Nguyên nói, này, tin vui đây, tư lệnh Hoàng Việt thông báo sẽ cho kéo xuống gấp một khẩu 85 ly nòng dài, trực tiếp yểm trợ cho các đồng chí đấy. Liệu pháo 105 hay 122 uy lực lớn hơn, nhưng tầm bắn gần, đạn lại ít. Hậu cần miền đang huy động lực lượng lùng sục các hầm đạn pháo của địch ở những căn cứ ta vừa giải phóng. Cây 85 ly có ưu điểm bắn xa hơn, đạn lại sẵn. Đồng chí báo ngay với đoàn vũ, bắt liên lạc với pháo binh, cần thì phụ công sức vào kéo nó xuống. Thích chứ, Nguyễn Tính mừng quá, nói ngay, "Vâng, không còn gì hơn anh tư ạ." À. "Trên hiểu các cậu, hiểu anh em, hiểu lắm, lo và thương. Các cậu phải hết sức cố gắng để trên có thêm thời gian tạo thời cơ, sử dụng thời cơ." Nguyễn Tính này, phải biết nghiến răng lại mà chịu nghe không? báo cáo anh tư tôi hiểu tôi sẽ báo cáo lại cho đảng ủy biết chúng tôi thảo luận mọi biện pháp cụ thể để làm tốt nhiệm vụ phan nguyên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy tôi xuống họp với cấp ủy địa phương bàn việc phối hợp chiến đấu làm việc với trần thơ và đinh công ông ghé miệng vào tai nguyễn tính xúc tiến kế hoạch b hãy vững vàng tin tưởng kế hoạch b nổ ra là chúng nó nhà tàu ô ngay tháo chạy ngay nhưng chỉ anh với đoàn vũ biết thôi đấy đó là nguyên tắc nhớ không báo cáo chính ủy tôi lấy tư cách đảng viên xin bảo đảm vấn đề đó, từ bây giờ cho đến khi những trận đánh dưới đó nổ ra, các cậu phải chịu đựng nhiều áp lực rất nặng của sư 25, của quân đoàn 3. Phải động viên sức manh mọi mặt của toàn trung đoàn, phải biết nghiến răng lại khi cần thiết. Phan Nguyên mím môi, mặt ông đanh lại, đôi mắt nhìn xoáy vào một điểm trên nền hầm. Tất cả ở ông đang hiện lên vẻ kiên quyết sực nhớ. Ông ngừng đầu nhìn Nguyễn Tính, nét mặt trở lại bình thường, công tác phát triển đảng của các đồng chí làm không tốt chậm ì ạch vì sao vậy anh em chiến đấu đến mức này chịu đựng mọi thử thách đến mức này nhưng sao kết nạp được rất ít các đồng chí có hẹp hòi không có cầu toàn không quần chúng hiến dâng tất cả những gì mình có cho nhiệm vụ cho cuộc chiến thắng lợi đó là tiêu chuẩn và yêu cầu cơ bản nhất những khuyết điểm nhược điểm còn có của từng quần chúng thì phải giúp anh em tiếp tục sửa chữa trong thực tế không có con người nào hoàn thiện hoàn mỹ rồi mới vào đảng cả. Vào đảng để tiếp tục chiến đấu tốt hơn, để rèn luyện mình tốt hơn và đảng cũng chỉ có thể mạnh lên thông qua đấu tranh và rèn luyện. Câu toàn, hẹp hòi là điều không chấp nhận được. Nhớ như thế. Rõ. Báo cáo chính ủy chúng tôi đã kiểm điểm. Chúng tôi sẽ báo cáo sau. Phan Nguyên lại nhìn đồng hồ rồi hỏi, "Này, cậu có nhận được thư nhà không? Cô ấy và các cháu vẫn mạnh khỏe chứ? Vùng ấy Mỹ có ném bom không?" Nguyễn Tính lắc đầu. Hai năm nay tôi không nhận được tin tức gì anh Tư ạ. À. Vùng tôi có đường sắt đi qua, không hiểu giờ ra sao. Còn anh em có nhận được nhiều thư không? Nghe nói trên đường Trường Sơn có hàng bao tải thư quên trong kho. Để mối sông mưa nắng dập vùi, có xe thư bị bom đánh trúng, thư vùng vãi khắp rừng, phan nguyên tặc lưỡi. Thế đấy, mỗi chiến sĩ đều có một gia đình, một vùng quê. Gia đình và quê hương là một trong những nguồn gốc tạo nên sức mạnh chiến đấu của mỗi chiến sĩ. Trong sư đoàn có rất nhiều anh em 6-7 năm nay không được tin tức gì. Thật tội nghiệp. Trường hợp đó có nhiều anh Tư ạ. À. Cũng vì thế rất nhiều anh em không muốn viết thư về nhà. Nguyễn Tính nhìn Phan Nguyên anh hỏi với vẻ rẻ dặt Anh Tư có nhận được tin tức gì mới về gia đình không? Phan Nguyên mỉm cười, nụ cười phẳng phất nỗi buồn. Tin tức thì như các cậu đã biết. Các cháu cũng đã lớn. Mình nghĩ nhiều tới ông cụ. Chỉ mong sao cụ đừng nằm xuống lúc mình đang ở chiến trường ông nuôi cháu nghĩ thật tội nhiều đêm không ngủ được cậu ạ à. phan nguyên nhìn nguyễn tính với ánh mắt thông cảm ông nhấc mép vẻ mệt mỏi tóc chúng ta rồi sẽ chóng bạc cậu ạ à. nào căng thẳng vì bom đạn nào căng thẳng vì đấu trí đấu lực với địch nào căng thẳng về tình cảm riêng tư mỗi con người ngoài cái chịu đựng chung như nhau đều có những vấn đề riêng của mình điều quan trọng là suy nghĩ về những vấn đề đó như thế nào cho đúng chịu đựng và giải quyết những vấn đề đó như thế nào cho tốt mà thôi các cậu ở sát anh em hơn cần phải thường xuyên hiểu cho được cái thế giới phong phú đó của anh em để lãnh đạo cho đúng lãnh đạo cho tốt phan nguyên nhìn đồng hồ lần nữa ông đứng dậy thôi mình đi nói mãi không hết chuyện được cho mình gửi lời thăm đoàn vũ thăm tất cả anh em chúng ta sẽ gặp nhau vào một úc khác nguyễn tính cũng nhìn đồng hồ anh giữ lấy ba lô phan nguyên anh tự ăn cơm đã rồi hãy đi phan nguyên nhìn ra ngoài cậu liên lạc từ đâu đó đã hiện ra bồng sau lưng súng trên vai, vẻ sẵn sàng xuất phát. Phan Nguyên cười, bọn mình có cơm rồi, đi đã, tiện đâu ngồi ăn ở đó. Anh tư định đi đường nào? Đi theo đường trục không an toàn. Pháo chân thành kiểm soát ngặt lắm. Phan Nguyên lắc đầu, ông mang ba lô lên vai, không lo, bọn mình sẽ cắt rừng. Đi ít người cắt rừng là tốt nhất. Phan Nguyên nắm chặt tay Nguyễn Tính, ông gật đầu, rồi quay ra lối mòn, dáng người mạnh khảnh của ông thấp thoáng sau những hàng cây trụi lá phan nguyên đã đi khuất nhưng nguyễn tính vẫn còn đứng nhìn theo phan nguyên làm việc xong với cấp ủy địa phương ông từ chối lời mời ở lại ăn cơm vì lý do công việc gấp rút ông sang ngay tiểu đoàn đặc công của sư đoàn đóng quân ở khu rừng phía tây quận lị trơn thành trần thơ và đinh công tiểu đoàn trưởng đặc công về làm việc chính ủy phan nguyên mở sắc cốt lấy ra hai bản sơ đồ căn cứ lai khê một bản vẽ trên giấy đánh máy Bản này sao lại của ban tham mưu lữ đoàn đặc công do chính các chiến sĩ của lữ đoàn đặc công vẽ trong thời gian đi chuẩn bị mục tiêu, được bổ sung thêm sau trận đánh của đặc công vào Lai Khê hồi mở màn chiến dịch. Bản thứ hai vẽ trên giấy học trò bằng bút chì bi, do một cơ sở trong quận lị Trơn Thành vẽ. Cơ sở này vẽ xong, chuyển cho cơ sở thứ hai là một cụ già 65 tuổi, nghe nói sống độc thân, làm vườn và chăn nuôi gia súc ở khu vực xưởng cưa, cách quận lị Trơn Thành chừng kế số dưới không hiểu cơ sở vẽ tấm bản đồ là người như thế nào làm nghề gì và đã vẽ bằng cách nào nhưng đó là bản vẽ rất kỹ có nhiều chi tiết bản sơ đồ của đặc công không có sư đoàn không liên hệ trực tiếp với cơ sở cách đây nửa tháng nhân gặp bí thư huyện ủy trân thành chính ủy phan nguyên đã nhờ làm việc đó chính ủy phan nguyên xem bản sơ đồ ông không nghĩ về cách đánh ông nghĩ tới người vẽ sơ đồ và ông cụ truyền tấm sơ đồ cho anh em người vẽ sơ đồ anh em chưa gặp nhưng ông cụ anh em gặp nhiều lần hỏi lai lịch ông cụ lắc đầu hỏi đời sống ông cụ bảo tạm đủ hỏi gia đình ông cụ cười bảo đến ngày kết thúc chiến tranh mới nói được nhưng hỏi bất cứ tình hình nào về địch thì ông nói kỹ nói nhiều nói cả những điều anh em không hỏi phan nguyên chưa gặp anh em để hỏi thêm về ông cụ nhưng ông đã chỉ thị cho anh em phải bảo đảm an toàn cho ông cụ nhất là hạn chế việc đi lại rất nguy hiểm Việc đề ra những yêu cầu quá cao đối với ông cụ có thể làm bọn địch nghi ngờ. Hai bản sơ đồ tỷ lệ khác nhau, cách biểu hiện cũng khác nhau. Bản của đặc công ghi bằng ký hiệu, bản của cơ sở ghi bằng chữ, ví dụ, mìn, lô cốt, hàng rào lưới, hàng rào vững chân, tường đất 5 năm, chỗ nào không rõ tính chất, người vẽ ghi không biết. Người vẽ còn ghi cả những chữ chỗ này khó vô, chỗ này dễ vô bên cạnh là một nét gạch việc Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định điều tiểu đoàn đặc công của sư đoàn chịu trách nhiệm một hướng đánh vào Lai Khê, ít nhiều làm đàm lê và phan nguyên băn khoăn. Tiểu đoàn lập công trong trận đánh vào sân bay Technic hồi mở màn chiến dịch, tiếp theo trong suốt hai tháng qua, tiểu đoàn cũng lại đã lập công xuất sắc trong nhiệm vụ đánh phá các trận địa pháo, các bãi xe tăng, các sở chỉ huy ở khu vực Trơn Thành, chi viện đắc lực cho bộ binh chốt chặn. Đó là vũ khí và là chỗ mạnh mà sư đoàn đã biết sử dụng một cách có hiệu quả cao. Nay rút đi. Ngoài một số hỏa lực ít ỏi, sư đoàn không còn gì trong tay để trực tiếp chi viện cho trung đoàn 29. Đạm Lê và Phan Nguyên hiểu sâu sắc những gian nan khó khăn trung đoàn 29 đang phải chịu đựng. Trung đoàn đã giữ vững giải chốt chặn được hơn 2 tháng rồi. Đó là thành tích nổi bật nhất, không trung đoàn nào sánh kịp. Tàu ô thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và thế giới. Đó là nơi các sư đoàn địch đang phải bó tay. Nó nghiêm nhiên trở thành một thách thức lớn về dư luận nó như là một sự đánh cuộc theo kiểu nói của các hãng thông tin phương Tây. Về phần sư đoàn và trung đoàn 29, tàu ô như cái mốc mới trong khả năng chiến đấu, trong các chiến công và truyền thống của sư đoàn. Chiến công tàu ô là niềm tự hào, là danh dự thiêng liêng. Trong phạm vi hướng chiến lược này, trong phạm vi chiến dịch này, thì tàu ô rõ ràng là cái chìa khóa, là cái bản lề quyết định thế trận đôi bên. Toàn mặt trận, từ vị tư lệnh, đến người chiến sĩ dưới chiến hào, đến người chiến sĩ nuôi quân, tiếp tế, đều ý thức được vai trò vị trí chiến dịch của nó, ý thức được giá trị tinh thần của nó. Vì vậy để cho địch nắm được chìa khóa, đập gãy bản lề, phá tung cánh cửa tàu ô thì thế trận chiến dịch sẽ đảo lộn, về tinh thần, về tình cảm sẽ rất đau đớn. Tự trong đáy lòng, những người đứng đầu sư đoàn đều mong muốn chiến công tàu ô hoàn toàn trọn vẹn. Nghĩa là tàu ô phải được giữ đến cùng, để tạo điều kiện thuận lợi cho chiến dịch phát triển, cho đến khi quân địch phải hoàn toàn bó tay phải chịu cúi đầu trước bức tường sắt đó tàu ô phải là một chứng minh hùng hồn đầy đủ rằng bom đạn dù có nhiều có ác liệt đến đâu cũng không khuất phục được không đè bẹp được ý chí của một quân đội cách mạng dù đó chỉ là một phân đội chiến thuật rằng nghệ thuật quân sự của địch không thể thắng được nghệ thuật quân sự của quân đội cách mạng dù chỉ trong phạm vi chiến dịch phan nguyên biết tư lệnh hoàng việt phó chính ủy hồng nam thông cảm sâu sắc sự lo lắng băn khoăn của các đồng chí chỉ huy sư đoàn tư lệnh Hoàng Việt giải quyết bằng cách phải kéo cho được khẩu pháo 85 ly nòng dài, có tầm bắn xa 16 cây số tới khu vực phía tây tàu cổ, tập trung đạn cho khẩu pháo đó để nó có thể kiềm chế và phá hoại một cách có hiệu quả các trận địa pháo của địch. Còn sự chi viện cơ bản quan trọng nhất là phải đánh thật tốt đánh thật đau vào căn cứ Lai Khê, vào bọn địch đang bảo vệ vùng trung tuyến. Phan Nguyên hoàn toàn nhất trí. Nhưng sự băn khoăn lo lắng không phải đã hết. Dựa vào cách giải quyết của tư lệnh Hoàng Việt, các thủ trưởng sư đoàn muốn làm việc kỹ với Đinh Công, trước khi tiểu đoàn đặc công rời khu vực Trân Thành tiến xuống Lai Khê. Sư đoàn tác chiến trên suốt chiều dài 20 km từ Trân Thành lên phía Nam thị xã An Lộc. Số các đơn vị của địch trên đoạn đường này là hai sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn dù, một liên đoàn quân biệt động. Bọn địch có hơn 100 nòng pháo cơ lớn, gần một sư đoàn xe tăng, xe bọc thép. Vì địa hình, bọn địch không tung hết một lần số xe tăng xe bọc thép vào trận đánh. Nhưng ngày nào xe tăng, xe bọc thép cũng thay nhau chi viện cho bộ binh bắn phá trận địa. Đó là lực lượng địch trực tiếp tham chiến. Ngoài ra còn có các liên đoàn. Chiến đoàn biệt động quân dài dài từ phía Nam Trân Thành đến Lai Khê. Các đơn vị trong biên chế của sư đoàn phải căng ra trên suốt 20 km đó. Mỗi đơn vị làm một nhiệm vụ khác nhau. Tiểu đoàn đặc công và các đơn vị hỗn hợp đánh phá khu vực tập kết của địch ở chân Thành. Trung đoàn 29 chốt giữ tàu ô trung đoàn 11 bao vây Tân Khai, trung đoàn 65 đánh vận động ở Đức Vinh, ngã tư Thanh Bình. Do vậy nên cán bộ chủ chết của sư đoàn phân công nhau đi đốc chiến từng nơi, trực tiếp chỉ huy từng trận quan trọng. Người điều hành công việc hàng ngày, giữ vững và phối hợp mọi đầu mối liên quan là Lê Nhu, trưởng ban tác chiến sư đoàn. Lê Nhu như là một sư đoàn trưởng thứ hai vậy. Phan Nguyên đang suy nghĩ từ chuyện này sang chuyện khác thì đinh công về. Anh tiểu đoàn trưởng lùn không kịp mặc quần dài, không cởi tấm dù ngụy trang, từ ngoài 10 mét đã gióng giặc lên tiếng, báo cáo chính ủy. Tôi, Đinh Công có mặt." Phan Nguyên đứng dậy vẫy tay. Trước mặt ông không giống Đinh Công cách đây hai tháng. Cậu thanh niên thấp lùn, rất lực lưỡng này cũng gầy, cũng đen sạm đi thì ghê thật. Phan Nguyên cười bắt chặt tay Đinh Công, "Đi tới đâu rồi?" Đinh Công vừa cởi tấm dù vừa nói, "Báo cáo chính ủy ra tới mép rừng. Về nhanh vậy?" "Dạ, tôi chạy. Tôi đoán có việc gấp phải không ạ?" À? báo cáo chính ủy cho tôi ra sau này một chút đinh công lao ra phía sau hầm thoáng cái cậu ta trở lại quần áo tươm tất ngồi xuống đây phan nguyên cũng ngồi xuống ông muốn hỏi kỹ những hoạt động của tiểu đoàn đó là những thành công được bộ tư lệnh mặt trận đánh giá cao ông muốn hỏi tin tức về cụ già cơ sở người đã tích cực giúp đỡ đặc công pháo binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng thì giờ ít quá phan nguyên bắt gặp ánh mắt chờ đợi của đinh công ông nói luôn đồng chí và tiểu đoàn sẽ rời khu vực trơn thành ngay đêm nay thế nào ạ à? đinh công sửng sốt nhổ người dạy chúng tôi đã chuẩn bị xong ba mục tiêu đêm nay kiểm tra đêm mai đánh rồi chúng tôi đi đâu ạ à? ngồi xuống đá phan nguyên nắm tay đinh công kẻo xuống ông cười chuyện ba mục tiêu bàn sau đồng chí và tiểu đoàn sẽ đi đến mục tiêu khác quan trọng hơn phải đi tối nay mới kịp phan nguyên lật hai bản đồ ra đinh công không cần nghĩ ngợi nói ngay lai khê đúng Lai Khê, sao đồng chí biết? Dạ, hồi phối hợp với bên 49 đánh Technic, tôi nghe anh em bên đó kể, tôi còn nhớ. Nghe kể mà hình dung ra căn cứ địch, rồi nhớ được sao? Dạ, đó là một yêu cầu của chiến sĩ đặc công. Chính ủy Phan Nguyên gật đầu, vẻ như khen ngợi. Ông nói tiếp, tốt. Lần này đồng chí cùng tiểu đoàn cũng lại phối hợp với anh em 49, bên 49 triệu hai hướng, các đồng chí chịu một hướng. Báo cáo thủ trưởng, trên phân cho chúng tôi hướng nào ạ? À? Đinh Công vừa hỏi vừa nhìn cả hai bản sơ đồ với cặp mắt vừa tò mò vừa thích thú. Phan Nguyên bắt gặp vẻ nhìn đó, ông mỉm cười, chưa phân, chỉ huy trận đánh do ban chỉ huy Lữ 49. Các đồng chí là một thành phần của trận đánh, nhưng đồng chí muốn đánh vào hướng nào, có thể đề nghị để tiện chuẩn bị. Báo cáo thủ trưởng, hướng nào cũng được, nhưng anh em chúng tôi thích đánh vào các trận địa pháo. Sao vậy? Đánh trận địa pháo dễ hơn à? giả dạ không phải đinh công bỗng đổ mặt lên đánh trận địa pháo cũng khó như đánh các mục tiêu khác nhưng thích hơn vì anh em rất căm thù bọn lính pháo chúng bắn suốt ngày suốt đêm làm gì cũng phải chạy đi vệ sinh cũng bị thương lắm lúc không ngóc đầu lên được mỗi lần đánh trận địa pháo chúng tôi diệt sạch bọn pháo thủ còn nòng pháo thì nhét bộc phá vào giật cho nổ toác ra mới chịu đi phan nguyên hoàn toàn thông cảm với tâm lý của anh em đánh trận địa pháo cũng tốt nhưng căn cứ lai khê là đầu não của địch Bộ tư lệnh tiền phương của quân đoàn 3 đang đóng ở đó, phá hủy phương tiện cần thiết. Nhưng diệt sinh lực địch lại là sinh lực cao cấp càng cần thiết hơn. Vì vậy lần này bộ tư lệnh mặt trận, thủ trưởng sư đoàn yêu cầu các đồng chí phải khắc phục khó khăn đánh cho sâu, đánh cho chúng sở chỉ huy quân đoàn 3. Có lẽ chúng nó ở khu vực này. Phan Nguyên cầm bút chì đỏ vẽ một vòng tròn trên sơ đồ. Ông nói tiếp, trận này phải là trận thối động lớn, có ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn mới của chiến dịch vài tuần nay, bọn Sài Gòn huynh hoang nói chúng ta không còn khả năng tiếp tục tiến công nữa. Chúng tuyên bố sẽ phản công kịch liệt để chiếm lại những vùng đã mất. Chúng ta phải trả lời chúng bằng các trận tiến công mới. Với lại các đồng chí đánh tốt trận này là hành động tích cực nhất chi viện trực tiếp cho anh em chết giữ tàu ô. Đồng chí còn nhớ khẩu hiệu của sư đoàn tất cả cho chót giữ tàu ô thắng lợi không? Đinh công mở tròn mắt nhìn chính ủy, vừng chán thẳng băng gợn lên một vệt nhăn mở, giả dạ nhớ báo cáo thủ trưởng vì nhớ khẩu hiệu đó, nên chúng tôi đã chuẩn bị ba đòn cho sư đoàn 25, chúng mới sang nên còn chủ quan, đánh là chúng ngay. Đề nghị sư đoàn cho chúng tôi đánh rồi đi có được không ạ? À? Chính ủy Phan Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, ông lắc đầu, không được, đánh xong, giỏi lắm cũng vài ngày sau mới xuống được, muộn mất. Nhưng thôi, giải quyết thế này, đồng chí Trần Thơ vẫn ở lại phụ trách chung, đặc công rút, nhưng các binh chủng khác vẫn ở lại hoạt động trong ba mục tiêu đã chuẩn bị chọn lấy một mục tiêu ngon nhất để lại nguyên một đại đội hoặc một đại đội chọn ra mấy người phối hợp lại cách nào hay tùy các đồng chí quyết định bỏ đi một mục tiêu còn mục tiêu thứ ba giao hẳn cho bộ đội địa phương được không các đồng chí ấy đánh độc lập được chưa đồng chí nhất định phải đi trước rồi giao cho tiểu đoàn phó trực tiếp chỉ huy đánh xong xuống sau như vậy được không dạ được chứ ạ à. đinh công nói như reo dạ như vậy chắc anh em đỡ buồn Lê Văn Từ khoác lác quá thủ trưởng ạ, à. anh em muốn chịu vài cú thật đau. Sực nhớ câu hỏi của chính ủy, Đinh Công hớn hở, bên chị Ngọc Linh đánh khá lắm thủ trưởng ạ. À. Phải cái quân số hơi ít, nhưng không sao, nếu cần tôi bổ sung cho các đồng chí ấy, Ngọc Linh ở gần đây ạ. À? Vâng, báo cáo chính ủy, ở bên kia chàng, cách một cây thôi. Chính ủy có cần gặp không ạ? À? Phan Nguyên khoát tay, khoan đã, này cậu phải tuyệt đối giữ bí mật việc xuống Lai Khê. Chúng ta tin Ngọc Linh và các đồng chí bên đó. Nhưng đây là nguyên tắc bí mật. Cậu biết không? Dạ, tôi hiểu. Cả với anh em trong tiểu đoàn nữa. Nói với anh em, sư đoàn điều động lên tân khai. Phải đến lúc anh em vào vị trí tập kết mới được phổ biến nhiệm vụ. Còn số anh em ở lại, đồng chí Trần Thơ sẽ phổ biến hướng đi sau khi đánh xong. Vì vậy việc giao hẳn một mục tiêu cho Ngọc Linh phải khéo. Rõ. Báo cáo chính ủy tôi sẽ có cách nói đinh công đứng dậy định xin phép đi nhưng cậu ta bỗng chỉ tay về phía chàng chị ngọc linh sang kia rồi thủ trưởng ạ à. phan nguyên nhìn theo tay đinh công ông chợt nhớ bức thư dạo trước của ngọc linh phan nguyên có vẻ lúng túng ông nói thôi được cậu ở lại ta bàn việc giao mục tiêu luôn ngọc linh đang bước nhanh hết phần 10